Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ứng cử tại huyện Sốc Cộp và Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15 và trước kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân huyện Sốc Cộp khóa 4 nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Mường Lèo. Tại hội nghị, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin về kết quả kỳ họp chuyên đề lần thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15 và kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, Thông báo về nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15. Cử tri xã Mường Lèo đề xuất kiến nghị một số nội dung như tỉnh, huyện quan tâm đầu tư cứng hóa tuyến đường nối tiếp đường tỉnh lộ 105 từ xã Mường Lèo đến xã Mường Lói tỉnh Điện Biên, quan tâm đầu tư cứng hóa một số tuyến đường giao thông trên địa bàn xã, đề xuất tỉnh và huyện cho chủ trương cơ chế giao ban giữa hai xã Mường Lèo của huyện Sốc Cộp với xã Mường Lói huyện Điện Biên để thuận lợi trong việc phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh giữa các bản giáp danh của hai xã. Các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được tổ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh, hội đồng nhân dân huyện, lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện và xã, cũng như các phòng ban chuyên môn của ủy ban nhân dân huyện xúc cộp trả lời theo thẩm quyền, đồng thời tổng hợp và tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri để chuyển tới các cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định.